David cùng bàn luận với mọi người một cái chủ đề giàu chữ hay là lướt sóng sẽ tốt hơn, ví dụ như vậy, hay là giá vàng lúc này bán ra để lâu dài tốt hơn hay là lướt sóng thì sẽ tốt hơn, hoặc là Bitcoin để gì á, bán ra khi đạt đỉnh tốt hơn hay là cứ mua lướt. Đây là một cái chủ đề khá là thú vị mà David cũng như là rất nhiều các thành viên cũng đã trao đổi, trò chuyện và chat với nhau. Thì giá dầu lúc này là đang rất là thấp, đúng không ạ? Có người thì nói rằng là tôi sẽ mua trữ ở đó trong vòng 3 tháng, hoặc là Bitcoin lúc này tôi chờ halving, đúng không ạ? Sau đó là tôi sẽ trữ ở đó và chúng ta chờ bán ra. Thì đấy là những cái mà chúng ta có thể theo dõi. Hoặc là có những người mua, đúng không ạ, trữ ở đó. Thế thì câu chuyện nó cũng khá là thú vị khi mà có rất nhiều người mua ở 6.000 sau nó trữ rất lâu về cái kỳ 3.000. Đó, đó là một trong những cách trữ. Rồi có những người thì mua neo ở cái vùng rất là sâu và bây giờ họ vẫn chưa bán, đúng không ạ? Neo có những lúc nó xuống khá là sâu, bây giờ đang vùng 8.27. Thì trong cái xem cái sóng của 4 giờ và D1 thì chúng ta hoàn toàn thấy được các mốc giá có những lúc nó xuống 4 đồng, 3 đồng, đúng không? Xuống thảm. Và có rất nhiều người đã đu đỉnh ở vùng 16. Như vậy thì cái thuật ngữ là trữ và mua đỉnh và hold, đúng không ạ? Có thể hold, người ta gọi là hold coin, đúng không? Hoặc là dầu cũng là hold, hay là vàng cũng là hold. Hay XRP, có rất nhiều người cũng nói rằng là tôi sẽ chờ đến nó lên 5 đô hay là 6 đô, đúng không ạ? Đấy là những cái mà chúng ta vẫn thường nghe và nói chuyện. Có những lúc XRP nó xuống đến 0.11113 ở các con sóng này. Vậy thì giá dầu cho chúng ta biết được và giá chứng khoán, đúng không ạ? Mặc dù trong quá khứ chúng ta nhìn thấy được là các mốc của các con sóng thì đều có những cái mốc rất là khủng khiếp, đúng không ạ? Mốc xuống rất sâu và có những thời kỳ lên rất cao. Nhưng mà trong cái quá khứ thì chúng ta nhìn thấy thì rất là dễ thôi. Nhưng trong kỳ tương lai thì hoàn toàn dựa theo phân tích thì chúng ta sẽ nên hành xử như thế nào đối với các mốc giá này. Đây là một trong những chủ đề mà chúng ta thấy được là cái cách mà người ta nhìn nhận các vấn đề về chữ và lướt sóng. Thế thì cái chủ đề ngày hôm nay sẽ có những cái chú ý như thế này. Đầu tiên chúng ta xem các cái giá UKOI, đúng không? Ở vùng 21, đúng không? Đó. Rồi giá Brent, giá US Oil ở vùng 16.58 sau khi nó xuống âm, đúng không ạ? 0.24. Các tài khoản buy là coi như là cháy sạch, đúng không? Các tài khoản buy là cháy sạch, sau đó có sự hồi, đúng không ạ? Lên. Thế thì nếu trong trường hợp lượng tiền mà chúng ta bỏ ra mà không chịu được được mức lãi là hoàn toàn tất cả các tài khoản mà đánh margin là coi như là cháy hết, đúng không ạ? Kể cả chữ, cái việc chữ của chúng ta. Thế do vậy là gì ạ? Các nhà cái, các cái mô hình giá trên thế giới là lấy hết tất cả những đồng tiền của chúng ta, kể cả đồng tiền nhỏ lẫn đồng tiền to, không từ tất cả những cái gì cả, bởi vì giá nó về không. Do vậy chúng ta mua 7 đô cũng chết, mua 6 đô cũng chết, mua 12 đô cũng chết, mà một giá dầu này nó xuống rất là khủng khiếp, đúng không? Do vậy nếu trong trường hợp chúng ta không cắt lỗ, không đưa ra những cái giải pháp để chúng ta có được cái sự bảo hành thì rất là nguy hiểm. Vậy quay trở lại với giá vàng thì chúng ta vẫn thường hay phân tích là một lót vàng là bằng 83 lượng vàng, đúng không ạ? Một lót vàng bằng 100 oz, 100 ounce đấy, đúng không ạ? Chính vì thế nên là chúng ta sẽ có cái cách để chúng ta phân tích về vàng 1729. Thế điều gì sẽ xảy ra nếu trong trường hợp nó có những cái cú sập khủng khiếp, đúng không ạ? Nếu trong trường hợp mà chúng ta mua vào mà nó sẽ sập thì rất là nguy hiểm. Trong trường hợp có những lúc là gì ạ? Nó lên khủng khiếp, nếu trong trường hợp chúng ta bán ra, có những cái chu kỳ nó lên rất là khủng, đúng không? Đặc biệt là những cái thời kỳ từ vùng 1065 nó lên một phát lên gì ạ, 1910. Do vậy là những người mà gì theo chủ nghĩa cứ bán ra, bán dần bán dần bán dần, bán gấp hết, đúng không ạ? Bán cụ thể là bán ở 99 97, có một cú swing ăn ở 7112. Thế nhưng mà tiếp tục bán ra, bán 1008 tiếp tục, đúng không ạ? Nó không có được cái điểm hồi, không có điểm hồi về các mốc giá cũ, cứ thế nó lên. Chính vì thế nên là gì ạ, sẽ cháy tài khoản. Nhưng mà sau khi chúng ta đạt được cái mức chịu đựng không tưởng, đúng không? Và bắt đầu giá nó đẩy lên một lần nữa ở vùng 1779, sau nó xuống 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 xuống, đúng không? Và hồi lên lại xuống tiếp, tạo ra một cái chu kỳ sóng xuống. Do vậy những người mua chữ đa số là những người mua sở sở hữu vật chất. Đấy là những cái mà
người ta tư duy. Ví dụ mua vàng, mua một chỉ hay mua một lượng vàng cất trong người thì cái việc tư duy đó là tư duy vật chất. Còn tư duy về đòn bẩy thì nếu trong trường hợp chữ, chúng ta phải tính toán về cái số lượng, nếu không chúng ta sẽ bị cháy bởi margin. Ví dụ giá dầu được đòn bẩy 1 trên 100 hoặc Bitcoin được đòn bẩy gì ạ? 1 trên trên 10. Tôi lấy một cái ví dụ như sau. Ở cái tài khoản này là 15.000 đô, đúng không? Ở tài khoản này là 15.000 đô. Nếu trong trường hợp chúng ta mua được Bitcoin thì chúng ta sẽ có được tỷ lệ là 2 Bitcoin. Đây là một trong những cái mà chúng ta mua được 2 Bitcoin hoặc bán được 2 Bitcoin. Tổng số tiền nó được coi như là một lốt, tức là một Bitcoin. Nhưng ở đây được sử dụng đòn bẩy 1 chia 10, tức là nếu trong trường hợp chúng ta có một Bitcoin, chúng ta được đánh 10 Bitcoin. Nhưng ở đây thì sử dụng tối đa margin, đó là 50% của margin. Tức là chúng ta một Bitcoin chúng ta được giao dịch là 10 Bitcoin, nhưng chúng ta chỉ giao dịch 5 Bitcoin thôi. Nhưng ở đây chúng ta có 16.000, tức là 2 Bitcoin tổng đánh tối đa, chúng ta sẽ đánh được 16 Bitcoin, đúng không ạ? Một Bitcoin và nhân với tỷ lệ là 10, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ đánh được 20 Bitcoin. Thế nhưng bây giờ chúng ta đang chờ cái tỷ lệ là nếu trong trường hợp 2 Bitcoin này mà được được đánh 20 Bitcoin mà chúng ta có thể sell hẳn 20 Bitcoin thì hoàn toàn cái số lượng này nó sẽ rất là nguy hiểm. Thì đấy là những cái tư duy mà chúng ta có thể theo dõi. Vậy thì chúng ta trữ được các cái thông tin để chúng ta xử lý được vấn đề đòn bẩy, đúng không ạ? Chúng ta xử lý được các vấn đề đòn bẩy thì chúng ta cũng phải vận vào vàng và dầu. Chúng ta phải hỏi và chúng ta phải hiểu được toàn bộ tất cả các thông tin. Ví dụ một lót vàng ứng với bao nhiêu tiền của chúng ta, hay là gì ạ, một lót dầu chúng ta ứng được với bao nhiêu tiền, và chúng ta phải chia ra, phải quy đổi ra số lít hay là ra số thùng để mà chúng ta có thể biết. Rất đơn giản thôi, chúng ta có thể Google để chúng ta có thể xem và tạo ra một công thức kẻ vẽ ra, đúng không? Viết ra giấy. Thế dưới cái quan điểm đó thì lập tức là gì ạ, chúng ta sẽ chữ dựa trên cái phần margin level, đúng không ạ, 420% hay là free margin, đúng không? Đây là free margin. Chúng ta đang được giao dịch rất là lớn, đúng không? Bởi vì free margin của chúng ta hiện tại là chúng ta vẫn đang được sử dụng và với cái số nó rất là lớn. Nếu trong trường hợp sử dụng margin này mà tốt, chúng ta hoàn toàn có thể có những cái đòn bẩy hiệu quả. Nhưng nếu chúng ta sử dụng mà lạm dụng, và đặc biệt là nếu chúng ta mà sử dụng quá 50% của margin, lập tức là gì ạ? Chúng ta sẽ rơi vào vùng hoảng loạn, và khi mà ngược hướng là chúng ta không cắt thì chúng ta sẽ có thể gây cháy tài khoản. Thế do đó là gì ạ? Cái việc trữ và việc hold nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái vấn đề phần trăm vốn và cái tỷ lệ cắt lỗ của chúng ta. Bởi vì nếu còn tiền chúng ta còn giao dịch tiếp, và nếu trong trường hợp chúng ta mất tiền chúng ta bắt buộc phải nạp tiền lại, hoặc là chúng ta phải gì ạ? Là dừng cuộc chơi để chúng ta kiếm tiền ở nơi khác để bù vào. Do đó trong đầu tư nó có hai cái tỷ lệ còn chiến đấu được và tỷ lệ không có khả năng chiến đấu. Thứ hai nữa là chúng ta phải hiểu được là gì ạ? Trong cái thị trường tài chính này không có vùng đáy và không có điểm đáy và điểm đỉnh, nhưng có vùng đáy và vùng đỉnh. Do đó chúng ta mới biết được là gì ạ? Chậm và chúng ta sẽ xem xét các yếu tố để chúng ta có thể gì ạ? Trữ trong vùng nào thì hoàn toàn có thể an toàn. Thì đấy là những cái mà cái câu chuyện của ngày hôm nay chúng ta cần bàn đến. Và rất nhiều người nói rằng là có nên trữ dầu lúc này hay không, đúng không ạ? Và có các cái tin tức mà chúng ta nhìn thấy cái sự ảnh hưởng của tin tức này nó sẽ rất là nhiều. Người ta nhắc rằng là tổng giám đốc của Mizuho cho biết giá dầu hiện tại rất xấu thì tháng tiếp theo sẽ còn tồi tệ hơn. Đây là những cái mà chúng ta thấy là nếu trong trường hợp giá nó quay lại một lần nữa thì có thể rất là xấu. Thế tuy nhiên có thể giá không bao giờ quay lại nữa, đúng không? Ví dụ giá vàng ở 1.900 thì biết bao nhiêu lâu nay, đúng không? Năm hay 10 năm nay giá nó mới quay trở lại. Thì lập tức là gì ạ? Chúng ta mới nhìn thấy được là ở cái kỳ đỉnh là 1.922, 10 năm sau chúng ta mới có được gì ạ? Cái sự quay trở lại ở cùng giá này. Vậy liệu nó có lên được nữa hay không, đúng không ạ? Khi mà xu hướng của thế giới dịch bệnh, đúng không ạ? Rồi chiến tranh, rồi các vấn đề về khủng hoảng thì thường là giá vàng nó sẽ lên và nó sẽ phá cái đỉnh cũ. Thế do vậy nếu trong trường hợp chúng ta trữ ở đây, tuy nhiên nếu trữ ở đây mà giá đi xuống, đúng không ạ? Chắc gì nó đã lên được đến đây. Và hoàn toàn do vậy là gì ạ? Chúng ta giao dịch vàng ở cái khung vốn nhỏ thì chúng ta đều phải có cái sự cắt lỗ. Đó, ngay cả Bitcoin cũng vậy. Để chúng ta đảm bảo cái nguồn vốn của chúng ta.
và chúng ta cũng có thể dựa theo con sóng để đi lại một lần nữa đối với lại các cái lệnh. Do vậy chúng ta còn cái thời gian đặt lệnh, còn cái khả năng đặt lệnh thì chúng ta hoàn toàn có thể chiến thắng. Thế do đó là cái chủ đề hold hay là chữ và cái việc lướt sóng đó là hoàn toàn phụ thuộc vào số vốn của các bạn, hoàn toàn phụ thuộc vào tâm lý giao dịch, phụ thuộc vào điểm cắt lỗ, khả năng chốt lời, đúng không? Đấy là những cái yếu tố quan trọng. Do vậy là cái tâm lý giao dịch đó là yếu tố quan trọng. Vậy thì nếu trong trường hợp giá dầu chúng ta có 10.000 đô hay là 5.000 đô mà chúng ta không giao dịch được 0,01, đúng không? Mà bởi vì giá dầu nó chỉ toàn giao dịch một lốt, do vậy chúng ta xem xét quay sang chuyển sang giữ vàng hay chữ Bitcoin. Bitcoin có hoàn toàn có thể giao dịch với 0,01, đúng không? 0,01 với tỷ lệ rất thấp. Do vậy là mua chữ để chúng ta không tham lam, ứng với cái số tiền của chúng ta có thể giao dịch với cái số lốt rất là nhỏ. Còn đâu là đối với dầu, đúng không ạ? Chúng ta thừa biết rằng là dầu 100 thùng là buộc phải mua giá dầu ở một cái mô hình, cái mốc là gì ạ? Rất là cao, đúng không ạ? Không được mua, đúng không ạ? Sell buy không được mua này. Nhưng chúng ta phải đặt ở đấy một lốt thì chúng ta mới có thể mua. Một lốt là 100 thùng, đúng không ạ? Và giá vàng cũng vậy. Nếu trong trường hợp chúng ta chữ mà chúng ta tính toán được các điểm mà gì ạ? Giá sập xuống là chúng ta có khả năng chịu đựng được. Tức là nếu trong trường hợp chúng ta mua vàng thì cái điểm của chúng ta mua đó chính là 0,01 lốt, tương ứng với lại chỉ 8,3 chỉ vàng, đúng không ạ? 8,3 chỉ vàng. Và 8,3 chỉ vàng được coi, chúng ta xem xét 8,3 chỉ vàng tức là gần một lượng, đúng không ạ? Nếu trong trường hợp chúng ta mua bán, chúng ta có thể thấy được là gì ạ? Tỷ lệ rất là nhỏ. Ví dụ chúng ta tiết kiệm, đúng không ạ? Gần một lượng vàng tức là khoảng độ 40 triệu. Đó. Vậy 0,01 chúng ta đang đầu tư 40 triệu Việt Nam đồng. Do vậy chúng ta phải tính toán để cái mức đầu tư của chúng ta không bị lỗ khi mà có phí qua đêm cộng với lại cái việc trượt giá, và giá vàng trong vòng một đêm của phiên Mỹ nó hoàn toàn đi khoảng 30 giá, 40 giá, thậm chí có thể 60 giá. Đấy là những cái sự khủng khiếp của giá. Và trong các mốc đó thì chúng ta hoàn toàn có thể biết được là gì ạ? Việc chữ hay là việc sai hướng chúng ta phải cắt để chúng ta đảm bảo cái thành quả của chúng ta hoặc là đảm bảo cái nguồn vốn của chúng ta. Do đó có rất nhiều nhà đầu tư người ta chữ, người ta hold coin, người ta bảo thủ, người ta mong muốn là chữ Bitcoin từ các vùng giá 6.000 thì đến bây giờ người ta mới về bờ chẳng hạn như vậy, hoặc giá 7.000 bây giờ mới về bờ, hoặc giá 9.000 thì họ phải chờ rất lâu và hoàn toàn có thể bị sập xuống khi mà giá mập nó xả hàng. Thì chúng ta phải cân đối giữa cái khối lượng cũng như là khả năng chịu đựng của vốn. Thì hy vọng rằng mọi người sẽ có cái cách để chúng ta nhìn nhận giữa việc chữ hold hay là cái việc lướt sóng. Mọi thông tin chi tiết và có thể bàn bạc với David cùng với ekip của David thông qua Zalo 0987732228 hoặc là đã tham gia vào đăng ký cái kênh đầu tư trong cái đầu tư gì và cái Facebook cùng với David, đúng không ạ? Facebook ông già đầu tư, đúng không ạ? Đó chính là cái Facebook cùng với David. Thì hy vọng rằng mọi người có cái nhìn và có cái tổng thể để chúng ta có thể tính toán được đầu tư gì lúc này để chúng ta an toàn và hiệu quả hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.